Chào các bạn, hôm nay mình gửi tới các bạn video để giúp các bạn có thể đưa thông tin bản quyền của mình vào hình ảnh một cách tự động. Để bắt đầu, các bạn nhấn vào phím menu của máy. Các bạn di chuyển xuống phần Setup menu. Tại đây các bạn sẽ nhìn thấy phần Comment và phần Copyright Information. Phần Comment thì các bạn có thể ghi những lời nhắn của các bạn trong bức hình. Các bạn ghi gì cũng được. Mình thì mình hay ghi số điện thoại ở đây. Các bạn nhấn phần Attach Comment và xuống phần Input Comment thì các bạn có thể ghi thông tin các bạn mong muốn. Ở tại đây thì mình hay ghi số điện thoại. Các bạn sử dụng bảng chữ cái và các ký tự mà máy cung cấp. Có cả ký tự chữ hoa và chữ thường. Nếu các bạn ghi ở trong phần comment này, bất kỳ bức hình nào các bạn chụp ra đều có các thông tin comment này. Và khi người ta xem hình của bạn, người ta muốn liên lạc với bạn, người ta có thể coi ở đây và gọi điện cho bạn qua những số điện thoại các bạn để lại. Ngoài ra các bạn có thể ghi thêm những thông tin khác dài hơn. Để OK và nhập thông tin này, các bạn nhấn phím Zoom. Rồi, bây giờ các bạn nhấn phím OK để kích hoạt cái tính năng này lên. Nếu các bạn nhấn phím Menu thì nó sẽ off và chưa được mở. Các bạn nhấn vào và chọn sang on. Nhấn OK để on lại. Tiếp đến các bạn có phần Copyright Information, là thông tin bản quyền về hình ảnh, cũng tương tự phần comment. Các bạn cần điền các thông tin các bạn mong muốn vào. Tại đây sẽ có hai mục, một phần thông tin người chụp thì các bạn điền tên của các bạn vào. Ví dụ như tên của mình là Kiều Trường thì mình sẽ điền vào. Các bạn sử dụng chữ hoa và chữ thường cho đẹp. Sau khi các bạn điền xong thì bất kỳ các bạn chụp bức hình nào, các thông tin này đều được đính kèm ở trong file hình đó. Để xóa chữ ở đây thì các bạn sử dụng phím thùng rác ở trên cạnh phím format, các bạn có thể nhìn thấy. Cũng tương tự như phần comment, sau khi làm xong các bạn nhấn phím Zoom để kết thúc và nhấn OK để kích hoạt. Ở trong phần này có hai mục. Ở phần copyright nữa thì các bạn điền thêm như thông tin email hay là lời nhắn. Nói chung là cái gì cũng được, mình thì mình hay để email. Bạn để cái gì mà người ta coi, người ta biết đó là của bạn là được. Ví dụ như thông tin studio của các bạn. Các bạn coi có thể thấy đây là email của mình. Nếu bạn nào muốn nhắn tin hay chia sẻ gì với mình thì các bạn cứ gửi email qua địa chỉ này nhé. Các bạn cũng hạn chế để lại email ở dưới phần comment của video trên YouTube, vì các bạn để lại email ở phần comment đó, thì YouTube nó sẽ đánh là spam và những cái comment các bạn sẽ không hiện lên đâu. Mình phải check từng email, check từng comment đó xong mình đồng ý thì nó mới hiện lên được. Và như vậy tài khoản của các bạn sẽ bị đánh giá là chuyên đi spam. Các bạn cứ gửi thẳng email cho mình cũng được, đừng để lại email ở dưới video. Mình thì mình sử dụng cái tính năng Copyright Information này từ ngay khi mình mới sử dụng máy. Gần như tất cả các bức hình của mình đều có các thông tin này. Chúng ta nhấn phím Zoom để đồng ý. Nhấn OK để kích hoạt. Nếu các bạn nhấn phím Menu thì nó sẽ không được kích hoạt ngay đâu. Bây giờ các bạn mở phần Copyright Information on lên. Rồi chúng ta có thể chụp một bức hình và kiểm tra những thông tin này. Các bạn nhấn phím OK là được.
các bạn sẽ thấy phần copyright information nó sẽ on. Bây giờ mình sẽ chụp thử để các bạn thấy. Mình xoay bên xe phía trước, các bạn sẽ thấy phần thông tin sẽ hiện lên. Các bạn sẽ thấy phần comment này, số điện thoại của mình. Tiếp đến phần artist là tên mình, phần copyright là phần email của mình. Như vậy, sau khi người ta xem ảnh của các bạn trên Internet thì các người ta sẽ có thông tin của các bạn và có thể liên lạc với bạn qua đây. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách để thêm thông tin bản quyền và số liên lạc của các bạn vào trong hình ảnh. Các bạn nên sử dụng tính năng này để bảo vệ bản quyền của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình làm video này theo yêu cầu của một số bạn ở trên YouTube. Nó khá là đơn giản nhưng mà bạn nào chưa biết thì cũng nên xem và sử dụng cho hợp lý. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành.